anh này có gì gì có một nhắc nhở ở chỗ đó là bà à nhớ mà cái gì cảm ơn ba nhà hai em khỏe không? Ngồi đâu vậy? Ngồi đây đi. Đâu đâu có thấy đâu. Hello, chắc. Thưa quý vị, một nữa thì Kim Phường và Xuân Hương chúng tôi có hoàn thành để đến hôm nay và xin chào đón tất cả quý vị và khách có mặt hôm nay để ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân trên sự lý thị trường thành phố Garden Grove. Trước hết chúng tôi xin mời mọi người một tràng vỗ tay để chào đón tất cả quý vị có mặt trên chương trình ngày hôm nay. Mọi người xin mời, tôi xin mời trân trọng kính mời tất cả quý vị và người xem qua các bạn bước vào để ổn định chúng mời để họ chúng ta tổ chương trình trong ít phút nữa. Xin có thể cho một cái năng lượng chân chân. Đó, bây giờ phụ có thao là nó cũng thử có được. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúng ta đi vào phần chương trình. Và chúng ta em xin được mời bác sĩ Trần Việt Cường có mặt ở đây để chúc dạ xin mời bác sĩ và để chuẩn bị cho bắt đầu với phần chào cờ. Xin mời bác sĩ Trần Việt Cường. Tôi thấy còn một lý do cao cả hơn nữa và sâu xa hơn, đó là quê hương Việt Nam trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người Việt Nam mang quê hương trong trái tim. Và trong tất tâm hồn của tôi cũng nhiều quý vị có một nỗi buồn là quê hương ta vẫn còn chìm dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản và chúng ta đều mong có một ngày con cờ đỏ bảo tàng để hạ xuống trên quê hương và con cờ vàng của chính nghĩa và một lần nữa tung bay trên thủ đô Sài Gòn khắp vùng trời quê hương và mọi nẻo đường đất nước. Một ngày như vần thơ của Nguyễn Chí Thiện, ngày mà kèn tự do đắc thắng nơi nơi, khai mạc bình minh lập lại cuộc đời, ôi tôi sống và tôi chờ đợi ngày chiêu chiêu trái tim bùng nổ ngang trời. Và trong những niềm hy vọng đó, chúng tôi trân trọng kính mời toàn quý vị cùng đứng lên trong nghi lễ chào quốc kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và quốc ca Hoa Kỳ, quê hương của Vân Hội mới, đã đón nhận chúng ta và thế hệ cha anh vào vùng trời tự do. Ladies and gentlemen, please honor America, our national anthem, with the beautiful voice of Miss Quỳnh Hương. Nhớ những vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước trong vòng lịch sử kiêu hùng của dân tộc Việt Nam. Các chiến sĩ anh hùng đã bỏ mình bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam. Hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do trên biển Đông và trên khắp các nẻo đường tị nạn. Các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình trong ngục tù cộng sản và cầu nguyện cho đồng bào và các bạn trẻ còn đang tranh đấu cho nhân quyền tại quê hương Việt Nam. Phút mặc niệm và cầu nguyện bắt đầu. Giới thiệu một vị rất đặc biệt mà tôi rất cảm phục
vì tinh thần kiên trì phục vụ, vì tinh thần chống cộng và lập trường quốc gia vững chắc của ông, và những thành tích nó thực hiện được để phục vụ cho cộng đồng và cho quê hương. Đó là một người rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị chào mừng thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng thành phố Westminster. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Trần Việt Cường. Bác sĩ Trần Việt Cường với chúng tôi cũng như là luật sư Quốc Lân thì không có lạ gì. Chúng tôi có trình sinh hoạt cũng là trên 3 thập niên. Riêng cá nhân chúng tôi với luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đã có cái cơ hội để sinh hoạt trên 4 thập niên. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất vui được hiện diện trong buổi tiệc gây quỹ của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Nếu quý vị chưa có dịp, quý vị thì nhìn chung quanh, chúng ta thấy là nhà hàng chật ních, tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy được cái sự thương mến đến với luật sư Nguyễn Quốc Lân ở mỗi người chúng ta như thế nào. Mặc dù luật sư Nguyễn Quốc Lân muốn chúng tôi gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta tới đây trong ngày hôm nay đều có chung một mục đích, đó là mục đích làm sao để ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân thắng cử trong chức vụ của thị trưởng Garden Grove. Chúng ta hãy chào mừng nhau một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, thưa quý vị, không phải là dễ mà luật sư Nguyễn Quốc Lân quyết định để mà ra tranh cử vào chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove đâu, thưa quý vị. Ông đã có trên 20 năm để mà làm việc trong học khu của Garden Grove rồi. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, trong những ngày tháng vừa qua thì đúng hơn, anh em chúng tôi có nói rằng nếu trong trường hợp mà luật sư Nguyễn Quốc Lân mà đắc cử vào với vai trò là thị trưởng của thành phố của Garden Grove thì chúng tôi có cơ hội để làm việc với nhau, mà phối hợp với nhau còn nhiều hơn nữa để làm việc không chỉ cho cư dân của thành phố Garden Grove, không chỉ cho cư dân của thành phố Westminster, mà cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại Orange County này. Và chúng tôi đã cố gắng thật nhiều để mà có được cái sự đồng ý của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy chứng kiến được là luật sư Nguyễn Quốc Lân đã quyết định ra tranh cử vào chức vụ của thị trưởng Garden Grove. Chúng tôi tin tưởng rằng những người ở đây chúng ta đã ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân rồi, nhưng quý vị là những người mà có thể đi ra để mà nói với người nhà, nói với người thân, nói với những người quen, nói với những người hàng xóm, để chúng ta vận động những người cư dân của thành phố Garden Grove bầu lá phiếu cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và chúng ta hãy cùng nhau một tràng pháo tay nữa chúc mừng luật sư Nguyễn Quốc Lân và cầu chúc cho thắng cử vào. Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin được phóng tắt đôi lời để chào mừng quý vị và cảm ơn tất cả quý vị đã tới rất đông đủ ngày hôm nay. Thay mặt cho luật sư Nguyễn Quốc Lân, cho lệ hàng cũng như cho gia đình, xin được cảm ơn tất cả quý vị hiện diện rất đông đủ. Và người kế tiếp chúng tôi cũng được mời tới đây, lên đây trong ngày, phần nói chuyện này để giới thiệu đến luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thì thưa với quý vị, một người này có lẽ không có xa lạ gì với tất cả quý vị trong cộng đồng của chúng ta. Ông đã có quá trình sinh hoạt, có quá trình làm việc, làm chân cử lâu năm, và có thể là nói rằng đi trước chúng tôi rất nhiều. Ông đã từng là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove, và sau đó ông đã làm liên tiếp 3 nhiệm kỳ với vai trò là dân biểu của tiểu bang California. Và hiện nay ông đang là chánh văn phòng của địa hạt 1, giám sát viên Andrew Đỗ. Bên cạnh đó, ông cũng là một giám đốc của sở quyền cục của quân Cam, chứ không phải là ở một thành phố, thưa quý vị. Và chúng tôi rất vui để mà hân hạnh giới thiệu đến quý vị, đó là luật sư Trần Thái Văn. Xin mời luật sư Trần Thái Văn. Cũng là một cái sự tình cờ rất thương quý vị, là vì ngày hôm nay với cái sự tiền gây quỹ của luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Lân, thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí và cá nhân tôi, ngày hôm nay là đúng 3 cộng đồng.
tam long phải không ạ? Đúng như vậy. Bởi vậy nên buổi xưa phải thành công, kính thưa quý vị, kính thưa các bậc thượng trưởng và tất cả các anh chị, chắc chắn rằng tất cả mọi người trong phòng ngày hôm nay và cái phòng tiệc đã đầy chật đít vì chúng ta thương mến và ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lân. Không riêng gì với cái tính cương trực, cái tính thật thà và thẳng thắn của anh Lân, mà đã đại diện và phục vụ cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong hơn 3 thập niên vừa qua, và với tư cách là một vị dân cử thâm niên nhất người Mỹ gốc Việt, thưa quý vị, với 22 năm là một vị dân cử ngoài Hoa Kỳ, anh là người Việt Nam có thể nói rằng đó là dân cử lâu đời nhất ngoài Hoa Kỳ. Và đây là cái việc ngẫu nhiên khi mà anh, với cái sự cho phép của chị Lê Hằng, để mà anh Đà Lân năm nay ra tranh cử vào cái chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove, thì đúng như những gì mà thị trưởng Nguyễn Mạnh Tiến nói đó, là đây là một cái cơ hội lịch sử để mà cộng đồng Việt Nam chúng ta lần đầu tiên, theo mà chúng tôi thấy trong lịch sử cộng đồng chúng ta gần 5 thập niên, mà ba các chính quyền và các liên vị dân cử với nhau từ cấp tiểu bang, cấp quận và cấp địa phương và thành phố, thưa quý vị, phối hợp và làm việc với nhau một cách rất là nhịp nhàng để mà đem lại cái sự ổn định và cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta một ngày một lớn mạnh hơn. Bởi vậy nên chúng tôi cùng toàn thể quý vị rất là có cái sự may mắn đến đây để mà ủng hộ và khuyến khích, và chắc chắn rằng với cái quỹ này chúng ta còn phải bơm thêm xăng nhớt cho luật sư Nguyễn Quốc Lân đầy đủ phương tiện tài chính để mà ra tranh cử và đạt được những cái thông điệp cần thiết đến một thành phố lớn thứ năm tại vùng Cam với hơn 175.000 cư dân và rất đông người Mỹ gốc Việt và Việt Nam đang sống hiện giờ. Và đó là cái sự kêu gọi cũng như là tha thiết thần cầu của thần cầu của chúng tôi cùng với luật sư Nguyễn Quốc Lân với quý vị và với cái sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị trong nhiều năm qua và nhất là cho năm tới. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, vừa xong thì quý vị có thấy rằng là bác sĩ Trần Việt Cường có giới thiệu chúng tôi, nhưng mà chính ra là luật sư Trần Thị Văn sẽ giới thiệu bác sĩ Trần Việt Cường. Nhưng mà chúng tôi xin được một tràng pháo tay thật lớn để mời bác sĩ Trần Việt Cường trở lại và trên sân khấu này. Và thưa với quý vị, trong cái tâm tình mà bác sĩ Trần Việt Cường sẽ chia sẻ với quý vị về luật sư Nguyễn Quốc Lân, chúng tôi nghĩ rằng trong quá trình mà làm việc với nhau hay là sinh hoạt với nhau trong mấy thập niên như vậy, quý vị sẽ được nghe từng câu chuyện mà bác sĩ Trần Việt Cường sẽ kể. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để mời bác sĩ Trần Việt Cường trở lại sân khấu. Xin cảm ơn thị trưởng Nguyễn Đình Chính và cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tôi không muốn nói về khả năng chuyên môn của luật sư Lân, cũng không nói về khả năng lãnh đạo của luật sư Lân. Tôi muốn nói về luật sư Lân như một người Việt Nam yêu mến quê hương của mình, có lập trường tự do vững chắc, không tương nhượng với chế độ cộng sản hải thảo. Luật sư Lân rời Việt Nam khi mới 14 tuổi, nhưng anh lúc đó đã đủ nhận xét để thấy sự bạo tàn của chế độ cộng sản và thấy những thảm họa cộng sản đã gieo rắc trên quê hương Việt Nam. Và từ đó, ngay từ lúc trung học, trong hơn 4 thập niên, anh đã tham gia những buổi sinh hoạt bảo vệ và nêu cao chính nghĩa quốc gia. Tôi biết luật sư Lân khi anh còn là một sinh viên cách đây hơn 30 năm. Và lúc đó, hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam đang vượt biển, trăm ngàn người chết trên Biển Đông và làm rúng động lương tâm nhân loại. Luật sư Lân lúc đó tích cực tham gia các sinh hoạt yểm trợ thiện nhân, và ông cũng là người tham gia công tác
xây dựng làng Việt Nam ở Vĩnh Tân. Và sau này trong chức vụ dân cử, ông đã vận được 25.000 đồng bào tại Vĩnh Tân được định cư, được tham gia sinh hoạt của giới trẻ và cùng với giới trẻ nêu cao chính nghĩa quốc gia và trần những tội ác của cộng sản. Và trong chức vụ dân cử, của thành phố Garden Grove, ông đã đưa học khu Garden Grove trở thành một học khu ưu tú tại Hoa Kỳ và đưa các chương trình có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng Việt Nam, nhất là chương trình đưa tiếng Việt vào các trường học. Là luật sư Nguyễn Quốc Lân, tinh thần quốc gia cao nhất là trong chiến dịch vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ với nhiệm vụ là chủ tịch ủy ban bảo vệ lá cờ quốc gia. Và hiện nay ông cho biết có trên 150 cơ quan công quyền tại Hoa Kỳ chính thức công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu với quý vị một luật sư có khả năng, một người lãnh đạo có tài, một người Việt Nam tha thiết yêu quê hương. Chắc chắn với chức vụ thị trưởng, ông sẽ làm cho thành phố Garden Grove được hưng thịnh hơn, và với chức vụ thị trưởng ông sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn để tranh đấu cho nhân quyền, cho sự vẹn toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam. Xin quý vị ủng hộ luật sư Lân, phải hy sinh rất nhiều về nhiều phương diện trong việc tranh cử này. Xin cổ động và ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lân. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Quốc Lân. Chúng tôi phục vụ ở trong văn phòng giới trẻ cùng với thị trưởng trong những đồng chí. Cảm ơn Cường đã đến đây chia sẻ những lời rất là kích động cho em trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thông thường tôi không có ngại vì tôi nổi tiếng là nói thẳng nói thật trong cộng đồng này, tôi không có sợ ai đâu. Nhưng mà trong buổi tiệc ngày hôm nay tôi rất là nervous, tôi rất là sợ. Hai người, tôi xin đeo lên hai người. Người thứ nhất đó là thầy Peter Trần Chí Phước, thầy giáo đầu tiên của tôi ở trường trung học Đông Sa. Lý do thầy Peter biết rõ những trò quái quỷ của chúng tôi làm từ lúc tôi học high school, và đó tôi rất sợ thầy Trần Chí Phước là như vậy. Người thứ hai, thưa quý vị, tôi cũng rất là sợ và cũng mặc ngày hôm nay nữa, đó là bạn Chu Quang Vinh, là người roommate của tôi ở trong đông khi tôi học trường UC Riverside. Vinh là người duy nhất biết tôi đến Riverside để chơi hay để học. Từ đó tôi rất là sợ ông Vinh là như vậy. Cảm ơn Vinh và cảm ơn thầy Chi đã đến tham dự ngày hôm nay. Thưa quý vị, một cái vấn nạn nữa ngày hôm nay, quý vị thấy đến đông người, nhưng mà thực ra chúng tôi chỉ plan cho kế hoạch khoảng chừng từ 15 đến 20 bàn. Nhưng mà cái bàn thì cứ đổi hoài, nó tên hoài cho nên chúng tôi gặp rắc rối rất nhiều với nhà hàng và phàn nàn tại sao cứ đổi nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi đã lên tới 36 bàn, có thể là 38 bàn. Và đến ngày tối hôm qua chúng tôi mới có được con số cái bản đồ chính thức, mà nếu hôm nay có món đồ ăn nào còn sống, cái đó lỗi của chúng tôi chứ không phải lỗi của nhà hàng, thưa quý vị. Và thực ra ở đây ngày hôm nay tôi rất trân trọng cái sự có mặt của tất cả quý vị ở đây ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ sáu, quý vị có thể đi bất cứ nơi nào, quý vị đã đến đây để tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Không những đến tham dự, quý vị phần lớn là phải bỏ tiền ra, bỏ công sức rất nhiều để đóng góp cho cái việc này. Tôi nhìn chung quanh, tôi biết rằng hầu hết tất cả quý vị không có được lợi lộc gì trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi rất trân trọng cái tâm tình của quý vị. Quý vị đã đến đây từ những nơi rất xa, có anh chị của tôi từ San Jose cũng đến đây tham dự hôm nay, có cousin của tôi từ Houston, Texas cũng muốn thử coi nó chạy vận động chính trị nghĩa là cái gì ngày hôm nay.
cảm ơn một anh chị là Văn Anh là đến từ Houston, Texas. Thực ra sự đến đây của tất cả quý vị, của mỗi người quý vị, là quý vị chỉ là vì tin tưởng của tôi, quý trọng của tôi mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ trong tất cả quý vị cũng có phần nào đó quý vị tin tưởng vào cái cơ hội cộng đồng Việt Nam chúng ta làm việc chung với nhau để có một cái thay đổi lớn mạnh nào đó trong cái khu vực vùng cam ở Sài Gòn này. Và đó, cái sự tin yêu đó cũng rất trân trọng thể hiện qua cái sự có mặt của quý vị đến đây ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tranh cử đây là lần thứ 7 chúng tôi tranh cử, nhưng mà đã khác nhau rất nhiều từ hơn 20 năm qua. Ngày trước, cách đây 21 năm, chúng tôi trên màn ảnh là hình ảnh của cuộc tranh cử đầu tiên của chúng tôi và Ủy viên Giáo dục Phòng Cogado năm 2002. Lúc đó, chúng tôi có rất nhiều thiện nguyện viên, có rất nhiều người hỗ trợ. Ngày hôm nay, sau 21 năm, chúng tôi chỉ có còn lại có một người thôi, đó là Lê Hằng, bà xã của tôi. Ngày hôm nay, Lê Hằng là người làm tất cả mọi chuyện. Có cái buổi tiệc ngày hôm nay, tôi hiểu rằng có một người làm việc miễn phí như vậy rất là tốt ở cái chỗ. Vì như tốt thì tôi là người hưởng. Tuy nhiên, nếu có gì thì thiếu sót, tôi xin quý vị, tôi là người chịu trách nhiệm. Tại vì the buck stops with me. Tôi chỉ trách nhiệm tất cả những người nào chúng tôi làm việc. Thành ra xin quý vị, nếu có gì thiếu sót, quý vị cứ tự tiện thông báo cho tôi biết và chúng tôi sẽ sửa sai sửa đổi. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi làm việc được như vậy ngày hôm nay một mình, một vợ để làm được là vì chúng tôi có cái sự hỗ trợ của đồng loạt rất nhiều quý vị, đặc biệt là các anh em dân cử đã rất là nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi. Các anh em bên tự động đóng góp tiền bạc, bàn ghế hỗ trợ vận động bà con. Các anh em dân cử đã có mặt ngày hôm nay rất nhiều. Nhiều có người có mặt, có người không có mặt được. Tuy nhiên, tôi rất là may mắn được sự hỗ trợ của tuyệt đại đa số các anh em dân cử gốc Việt. Thưa quý vị, mỗi người dân cử họ có cái công đức của họ, họ có cái thành tích, có trách nhiệm của họ. Việc họ tuyên bố hỗ trợ cho ai, chúng tôi đều có cảm thấy cái sự liên quan với nhau như vậy. Cho nên cái sự đóng góp hỗ trợ chung của các anh em dân cử là một cái lời tuyên bố đức tin vào chung những gì chúng tôi muốn làm việc để phát triển cái sức mạnh chính trị của cộng đồng của chúng ta ở đây. Thứ hai nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè thân nhân của tôi từ trường trung học, từ trường đại học, từ khắp mọi thành phần bạn bè và hỗ trợ chúng tôi. Đặc biệt hơn hết, tôi phải nói ra đây là cái sự hỗ trợ của gia đình chúng tôi, gia đình nhà vợ, gia đình nhà tôi, gia đình tất cả anh em chúng tôi đều có mặt ở đây để hỗ trợ. Cả mẹ tôi rất là lớn tuổi, tôi tưởng không đi được, nhưng ngày hôm nay mẹ tôi cũng đã bỏ công đến đây. Tôi nghĩ tất cả anh em gia đình chúng tôi không ai được hưởng cái gì trong cái này hết, nhưng họ vẫn hỗ trợ chúng tôi và cảm ơn gia đình. Và trong bất luận danh cử nào, cái sự hỗ trợ của gia đình là một điều rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, 20 năm qua, một chặng đường đã đi rất là lâu, tuy nhiên nó đi qua rất là mau. Tôi xin trình bày với quý vị một cái hình ảnh mà lần đầu tiên tôi tranh cử lúc Việt Long chỉ mới có 3 tuổi mà thôi. Và cái hình ảnh trước mặt quý vị là lúc đó là lúc tôi tranh cử lần đầu tiên cho bà học Fugandro. Và sau đó Việt Long cũng lớn lên và cũng ra trường ở trường trung học Garden Road. Và đây là cái hình ảnh cái chữ của Việt Long lúc mà nhận bằng ra trường của bố ngay tại học Fugandro. Và sau đó 4 năm Việt Long cũng ra trường tại trường San Jose State. Và hiện nay Việt Long Andrew là thầy giáo dạy lớp 12 ở trường trung học ở San Jose với cái bộ môn Government and Economics. Nhưng mà anh chàng này dạy gọi là kinh tế
mà anh chàng này chưa biết xài cái checkbook là được cái dùng quá tiền cho mặt account. Tôi không biết khi nào là biết điều khiển được cái checkbook của mình mà đi dạy kinh tế cho người khác. Tuy nhiên đó là cái thực tế của cái cuộc đời thầy giáo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thành quả của con của tôi là Việt Long, là thành quả của bao nhiêu thế hệ học sinh đã đi qua học khu Gandro. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi có thể chia sẻ với đồng hương của tôi, có thể hãnh diện. Lát nữa đây, quý vị sẽ có cái cơ hội nghe được nhiều cái cảm nghiệm chia sẻ của các học sinh trải qua trường học khu Gandro. Tuy nhiên, cái kinh nghiệm của tôi học khu Gandro sẽ giúp tôi vững tin hơn trong cái vai trò thiên trưởng của thành phố Gandro. Với cái kinh nghiệm hơn 30 năm đấu tranh vận động cho cộng đồng Việt Nam chúng tôi, cộng với cái kinh nghiệm 20 năm phục vụ cho học khu Gandro, chúng tôi đã dày dặn kinh nghiệm và sự tự tin tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của tất cả mọi cư dân, không riêng gì cư dân gốc Việt. Thưa quý vị, đứng trước quý vị ngày hôm nay, tôi rất tự tin để nói rằng tôi là người duy nhất trong số tất cả các ứng cử viên tranh cử chức vụ thị trưởng Gandro người có hơn 20 năm làm việc trong cơ quan chính quyền đại diện cho cư dân ở đây. Tôi cũng là người duy nhất có hơn 30 năm và có thể là 40 năm phục vụ trong cái chính nghĩa của Việt Nam, có cái quyền lợi chính trị và văn hóa của người Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Với cái kinh nghiệm và với thành tích đó và với cái nhiệt tâm đó, tôi sẵn sàng chấp nhận cái trách nhiệm làm thị trưởng của thành phố Gandro. Sau cùng, tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng và đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cái đoạn đường sắp tới cũng sẽ rất là gian nan khó, tuy nhiên tôi tin rằng với sự hỗ trợ quý vị, chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ có tiếng nói của chúng ta trong cái vai trò thị trưởng của thành phố Gandro. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính mời ban nhạc trở lại sân khấu. Quý vị thấy khi mà vô ban nhạc chơi một mẩn thôi đó mà quý vị thấy rất là hay, phải không? Thì bây giờ bắt đầu đi vào chương trình văn nghệ hôm nay. Ban nhạc Olive sẽ trình diễn suốt trong đêm nay trưởng ban nhạc của Liêu và anh Lãng Hùng. Trưởng ban nhạc của Liêu hôm nay là anh Hai rồi. Hai giờ là có đi rồi đó. Mời anh cùng ban nhạc đi lên sân khấu. Anh Trung sẽ phụ trách duy ta và anh Tú Phạm sẽ phụ trách trong bữa nay không mình 450 ông nhiều quá anh Lộc phụ trách duy ta và anh Hùng Thật Bass mời tay mình này các anh trở về sân khấu. Cái tay mình cũng quý vị. Hai, bây giờ chúng ta sẽ có anh Nhật là tay keyboard. Ủa anh Lâm Cành, xin lỗi.
tự nhiên rồi mới quên mà một xuống gì mới có anh Lương Lâm Đằng xuất hiện nữa thì em không có làm gì. Bây giờ mấy tụi nhỏ nó tắt ke bây giờ sẽ bắt đầu mà cả tụi em trong ca sĩ trong âm nhạc cũng như ca sĩ ngày hôm nay thôi tôi kiếm nó gần 40 rồi chưa khó đấy các em ở bên đây đi better than us đi danh dơ mà tự nhiên cho chương trình của luật sư Lâm trong đêm hôm nay quý vị xin kính mời đi họp nhắc lại là hôm nay em không muốn tới làm nữa các mấy chị chúng ta đang đứng trong sân khấu này một lần nữa cảm ơn quý vị đây ba nhà bây giờ mình còn sức khỏe đó ô đêm với sự thắng đắc của đúng rồi đúng rồi anh Ryan Trung Nguyễn cảm ơn anh rất là thân nhạc xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón máy quý vị ơi. Okay. Let me cái buổi này là tất cả các vị các bạn đều tham gia phải làm cái điều rất là hay khi chúng ta qua đây rất là nhiều điều mà đặc biệt là trong trường chúng tôi chúng tôi thiết nghĩ rằng nước Mỹ cho chúng ta có nhiều thành ra khi về nhà quê hương của mình thì khi chúng ta cử hỏi quê hương chúng ta có phải chúng ta chúng ta sinh ra có phải nên cho chúng ta về quê chúng ta rất đau lòng khi những cơ hội mà nhưng mà từ khi chúng ta tất cả các bước mặt hôm nay rất nhiều lần là và đó là lý do chúng tôi đã cho ba tuổi em ở đây cùng để thành cái điều này
I've been there, you know I mean.
là anh Trung trưởng ban nhạc xã hát một bài để tặng quý vị có mặt hôm nay. Và cái người kế tiếp anh Trung là chị Kim Hà. Mời chị Kim Hà chuẩn bị trong nhạc phẩm 7 ngày đợi mong. Cảm ơn chị. Thank you.
lời rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu chương trình cho các ca sĩ của chúng ta, mời chị Kim Hà lên sân khấu. Và tiếp theo chị Kim Hà mời chị Tâm Nhi chủ nhiệm bài hát của mình. Vì ca sĩ đông lắm quý vị ơi, do đó hãy xin mời trước cà phê, ok anh cũng được. Nhà thì xong thang tùy loại trà thôi. Dạ. Dạ. Cà phê ở nhà là em thích uống nguyên đêm luôn. Trước hết lời đầu tiên Kim Hà xin được kính chào quý vị và xin được hân hạnh được đến để góp phần chung vui với quý vị. Xin mời được anh Kim Hà xã về xin chúc và xin lên mọi điều may mắn. Và để thay đổi chương trình thường từ nãy giờ ban nhạc mình quậy quá rồi, bây giờ em xin gửi tới quý vị nhạc phẩm bảy ngày đợi mong. Xin quý vị cùng thưởng thức. Ha ha ha.
Xin gửi lời chào toàn thể quý vị, và hôm nay nhân dịp anh Nguyễn Quốc Ngân đến cử đi tổ chúng em chúc anh sẽ thành công trong cái cuộc tranh cử này, vì anh là người đóng góp rất nhiều cho cái giáo dục của quận chúng ta. Thì là nhân đây mời tôi cũng xin hát một nhạc phẩm để mời tặng tất cả quý vị tổng quen thuộc, đó là bài Áo Lụa Hà Đông. Thank you.
Xin để một lát nữa, mời ca sĩ. Sorry vì chương trình tính chừng một chút anh lên lại nha. Anh còn ca sĩ Ngọc Trọng sẽ trở lại với quý vị. Và tiếp theo tiếng hát ca sĩ Băng Nhi. Băng Nhi xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào yêu thương nhất ạ. Và hôm nay Băng Nhi rất là vinh dự được có mặt trong cuộc hội ngày hôm nay. Và Băng Nhi xin chúc cho anh Lâm Nguyễn sắp tới được ra tranh cử là thị trưởng thành công tốt đẹp ạ. Và để đổi bầu không khí, Băng Nhi xin được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc vui nhộn hơn, sôi động hơn. Xin gửi đến tất cả quý vị liên khúc Thích Nồ.
chương trình sẽ trở lại. Quý vị có nhiều ca sĩ hay vô tận nhưng mà chúng ta chờ đợi. Tiếp theo đây mời MC Minh Phượng bước lên sân khấu. Bây giờ là thay đổi một chút, ban tổ chức có nói là thôi bây giờ thay đổi. Đúng ra là chị Minh Phượng sẽ có một số việc ở trên này, nhưng mà bây giờ nhờ mời MC Trọng Thắng và MC Hồng Vân đã có mang theo một mớ rượu và nhiều đồ khác nữa lên đây để bán quý vị ơi. Thì mình bán ở đây á là hai vị này không có bỏ túi mà là ủng hộ cho Luật Sư Lân. Kỳ này phải làm sao đắc cử thị trưởng của Garden Room mình. Phải không anh chị, có bỏ túi không? Quý vị này nói sẽ không bỏ túi, hứa chắc chắn như vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều, rất là duyên dáng trong ngày hôm nay. Chị Quyến rất là nhiều. Lần đầu tiên Hồng Vân và Trọng Thắng thì kính chào tất cả quý vị. Quý vị có vui không ạ? Và The Full House, một buổi gây quỹ thật là thành công, bởi vì chúng ta thấy là tất cả những người ở đây là thiết tha ủng hộ cho Luật Sư Lân với cái chức vụ là vào chức thị trưởng của thành phố Garden Home. Trọng Thắng biết không, Hồng Vân thì cũng đã quen với lại luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng lâu lắm rồi, từ 1992. Thời đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân là kêu bằng dân thân cho cái hội Lavas, là cho những người tị nạn từ bên Philippines qua, rất là có lòng để lo cho những người tị nạn để được định cư tại Hoa Kỳ. Còn Trọng Thắng thì chắc cũng biết luật sư Lân lâu rồi phải không? Dạ vâng, Trọng Thắng thì mới sinh hoạt gần đây ở tại Cồn Cam cùng với lại cộng đồng người Việt của chúng ta, và rất là quý mến và mến phục luật sư Nguyễn Quốc Lân. Anh là một người mà Trọng Thắng rất là mến phục và cũng có làm việc với anh trong những cái đài truyền hình Việt TV và một số những cái đài truyền hình khác. Thì Trọng Thắng rất mến phục anh và ước mong rằng trong đêm nay quý vị hãy ủng hộ hết mình cho luật sư Nguyễn Quốc Lân và làm sao cho chúng ta có thêm một khuôn mặt nữa là thị trưởng của thành phố Garden Grove. Và để làm được cái điều này thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một cái buổi đấu giá trong ngày hôm nay, và chương trình thì còn rất là dài và thời giờ của quý vị thì Trọng Thắng biết rằng là trong ngày hôm nay là ngày thứ 6, quý vị đã bỏ thời giờ quý báu để đến đây ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thì xin mời quý vị hãy vui hơn một chút xíu, mở hầu bao để mà chúng tôi có một cái buổi đấu giá thật là thành công. Và trước khi mà chúng tôi đấu giá và món quà như thế nào thì Trọng Thắng sẽ bật mí sau. Nhưng mà bây giờ Trọng Thắng xin phép là được đọc tên những cái nhà bảo trợ trong chương trình đêm nay. Trước hết thì quý vị cùng với chúng tôi vỗ tay và cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình đêm nay. Đó là Thanh Long Market, Chi Lăng, nhóm 365 Veggie, luật sư Nick Lê Công, nhóm khoa học Vietcom Opsocao, Trọng Thắng xin lỗi, hội cao niên, cô Như Hảo, đài Radio Mẹ Việt Nam, Sơn Vân Nguyễn, đài VNCR, đài Việt Phố TV, A&D Auto, cũng như là người Việt Autobody. Vâng, và chúng tôi cũng cảm ơn những nhà bảo trợ sau đây: Đảng Liên minh Dân tộc Việt Nam, Canset Long Beach, nhóm khoa học Solar Incorporated và khoa học Group, và trường UC Riverside Alumni Group, Tree Tech. Chúng tôi cũng cảm ơn An Lạc Services Khang Lê. Chúng tôi cảm ơn chợ Á Đông Market. Chúng tôi cảm ơn Hội Cao niên Á Mỹ. Chúng tôi cảm ơn Cao đài Westminster. Chúng tôi cảm ơn Văn phòng Giới Trẻ Cộng đồng Việt Nam, Nam California, và tất cả sự hiện diện của quý vị. Nếu quý vị ở đây là những người đã ủng hộ rất là nhiều luật sư Nguyễn Quốc Lân. Luật sư Nguyễn Quốc Lân là một khuôn mặt rất là có lòng, mà cũng rất là nhiều năm ở khu học khu Garden Home School District.
Vâng, và trong tay Trọng Thắng thì có một cái chai rượu, và đây là một cái chai rượu quý mà có in tên của Lân Nguyễn Garden Grove Mayer 2024. Và kính thưa quý vị, chai này là một cái domain đây này là một cái chai rượu ngon, bởi vì nó là domain Paso Robles, là theo Hồ Vân biết là cái đây là một cái domain mà rượu domain nho mà trồng rượu rất là ngon đó. Dạ vâng, và thưa quý vị, để không làm mất thời giờ bởi vì chương trình còn rất là dài, thì Trọng Thắng xin phép bắt đầu khởi đầu giá của một cái chai rượu như thế này là 200 đô la. 200 đô bây giờ. Mời chị Hồng Vân và Trọng Thắng sẽ xuống dưới đây, và ở đây thì có các cô rất là xinh đẹp và thưa quý vị, giống như người mẫu vậy đó, mặc áo dài rất là xinh đẹp, thì sẽ cầm những cái chai rượu đi để quý vị nào mà muốn một lần nữa ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân thì xin quý vị hãy cho chúng tôi được biết. Trong đêm nay đó, chúng tôi chỉ có anh Khang của anh rồi. Hệ thống chợ, nhiều chợ lắm. Bây giờ 200 mỹ kim thôi mà. Mỹ kim là anh Khang của chủ chợ, và anh đứng lên cho mọi người thấy mặt già. Mời. Và anh Khang có biết là nếu mà anh khui rượu hôm nay và giữ lại cái chai thì còn nếu không mà anh giữ lại cái chai này á, mai mốt mà luật sư Lân mà đắc cử vào chức thị trưởng Garden Grove thì cái chai rượu này nó còn lên value, nó còn lên giá. Vâng, thưa quý vị, đúng rồi, bây giờ có ai nữa muốn mua một chai rượu đây, và bây giờ là có thêm một người nữa định giá. Xin hồi nãy Hồng Vân cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ý nói là cũng muốn mua một chai rượu và đã đưa check cho chị Nguyễn Mạnh Chí rồi. Là Hồng Vân cũng xin xí một chai rượu. Eco Sola đã mua thêm một chai rượu ở dưới đây, thưa quý vị, anh chờ Eco Sola một chai có tay thật lớn. Nãy giờ thì Trọng Thắng thấy cái mé bên đây bồ nóng lắm rồi đấy nha. Còn ở bên đây và phía trước mặt của Trọng Thắng thì có ai muốn mua một chai rượu để mà ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân không ạ? Và chúng tôi cho được biết đó là chỉ có 10 chai trong đêm nay thôi, cho nên nó rất là quý. À, bên đây thì Trọng Thắng có một người rồi. Cô áo đỏ ơi, có một người ở đây muốn mua một chai rượu. Rồi, bây giờ Trọng Thắng sẽ đến đây. Xin cảm ơn chị có thể cho biết tên. Tên Trương Hoa Diễm. Cảm ơn chị Chu Hương Diễm. Mời quý vị cho một tràng pháo tay cho chị Chu Hương Diễm ạ. Thank you so much. Và đây anh cũng mua một chai pháo tay. Cảm ơn. Xin anh có vỗ tay lên cho quý vị ơi. Quá hấp dẫn, và có thể cho mọi người được biết tên. Anh Tài, xin cảm ơn anh Tài rất là nhiều. Còn ai không ạ? Bây giờ chúng tôi chỉ còn một số những chai rượu còn lại thôi. Ở bên đây, dưới đây. Dạ vâng, ở bên đây cũng có một người mua rồi, để Trọng Thắng sẽ cho biết tên. Chị ơi, ở bên dưới đây đang có mấy người đây? Chú ơi, chú là một người... Có anh mặc áo sơ mi trắng nè. Dạ vâng. Đây, đây Trọng Thắng sẽ mang xuống luôn. Ôm vào. Đây, cảm ơn anh rất là nhiều. Hello, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ rất là nhiều. Trọng Thắng ơi, Hồng Vân có một tin vui là chị Khuyến của nước Mỹ Viễn Đông mua một chai 500 đô la. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chị lấy cái chai của chị liền nên nó không hồi hết đâu nha. Vâng, thưa quý vị, giá khởi đầu là 200, nhưng mà quý vị nào mà muốn thêm một tí nữa cũng được. Rồi bây giờ Trọng Thắng còn không biết còn mấy chai nữa à. Wow, Khuyến đưa tiền liền nè, tiền mấy... trao cháu bút nè. Một chai 500 đô la. Vâng. Thưa chị Vân, chị Hoàng Vân, mua rồi. Dạ vâng. Tôi xin nhắc quý vị, theo luật tranh cử, chúng tôi chỉ được nhận tiền check với cái tên địa chỉ quý vị. Nếu như nào đã gửi tiền cash, chúng tôi không biết của ai, chúng tôi sẽ tặng cho từ thiện, chứ không có được giữ cái tiền này. Mong quý vị thông cảm giùm, nếu ai đã gửi tiền cash, xin lấy lại, gửi cho tôi cái check để tên nào, để chúng tôi được. Chị Xuyến ơi, bây giờ mình còn bao nhiêu chai nữa? Quý vị thấy luật sư Nguyễn Quốc Linh rất là trong sạch. Bởi vậy là no cash. Nếu mà quý vị có mang theo checkbook thì xin giơ tay để chúng tôi trả lại cái tiền cash của quý vị. Và quý vị ký check cho Lân Nguyễn for Garden Grove Mayer 2024. Và bây giờ thưa quý vị, chỉ còn một chai cuối cùng mà thôi. Không biết là có một vị mạnh thường quân nào giơ tay lên cao một chút xíu. Đây là cái chai rượu cuối cùng trong thật ra là chai đó là của chị Hồng Vân,
đưa check rồi nhưng mà Hồng Vân nhường lại, bán lại luôn, có nghĩa là nhường lại. Ai mà trả cao hơn thì Hồng Vân nhường lại. Bây giờ chồng nắng xin để giúp cho luật sư Linh. Vâng, thưa quý vị, có ai mua chai rượu cuối cùng không ạ? Dạ. Có ai giơ tay? Đây, cô bên đây giơ tay rồi, xin mời. Dạ. Có gì để xin cảm ơn rất là nhiều, và thưa quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn để cảm ơn tất cả các tấm lòng của những nhà mạnh thường quân trong đêm nay đã ủng hộ hết mình cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Dạ, cảm ơn MC Trọng Thắng hàng mà bán hàng đắt quá. Thì bây giờ em đã mua chai rượu 500, bây giờ em muốn lấy lời trong chai rượu này. Quý vị nào mua chai rượu 510 đồng em bán luôn. Và em xin tặng tiền đó cho luật sư Lân luôn. Dạ. Xin cảm ơn chị Hương đã mua chai rượu vừa rồi. Quý vị hãy cho chị Hương một tràng pháo tay thật lớn. Thấy anh MC Trọng Thắng mời người ta mua nhanh quá. Bây giờ em nhờ bán chai rượu, em lấy lời 10 đồng 500 vốn em đưa cho luật sư Lân. Vâng, xin quý vị. Chai rượu của chị Khuyến là thành 1.010 đồng. Rồi bây giờ bên đây có một cái tán tay đưa lên nhưng mà chắc gọi đồ ăn. Cho nên là chính quý vị nào, đây là chai rượu hồi nãy là chai rượu cuối cùng, nhưng mà bây giờ có một chai rượu nữa nhường lại. Cái này giống như hồi xưa bố mẹ hay nói, đặt tên đứa này là đứa út, nhưng mà rồi út thêm, rồi út nữa, rồi út hụt nữa. Anh thử ra là bây giờ chúng tôi còn một chai nữa cuối cùng, thì không biết là quý vị nào có sẵn sàng để mua chai cuối cùng, và sau đó chúng tôi sẽ nhường sân khấu lại cho chương trình tiếp tục ạ. Vâng, hay là bây giờ chai rượu này nhờ người đẹp. Chị Xuyến chỉ nói nếu mà không bán lời thì bán lỗ cũng được 200. Bây giờ có quý vị nào mua không ạ? Chai cuối cùng. Bây giờ chắc phải nghỉ ăn 2-3 phút để đấu giá còn chai cuối cùng nữa, hay là bị mất duyên rồi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Trọng Thắng xin giới thiệu đến cho quý vị một chai rượu rất là đặc biệt của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và đây là chai cuối cùng. Thì quý vị nào muốn mua thì xin mời quý vị hãy giơ tay lên, chúng tôi sẽ đến tận bàn ạ. Còn nếu không thì phải trở về cột. Và cái chai này là chị Khuyến đã trả 500 đô. Dạ vâng. Dạ. Chị cứ giữ đi, tại vì... Ở đây có người mua rồi. Quý vị ơi, cho một chàng có tay thật lớn. Một người đẹp mặc áo đỏ. Dạ, cảm ơn. Cái này là của ai giống Jenny phải không? Phải không? Phải Jenny không? Jenny. Jenny là phu nhân của bác sĩ Quách Nhất Trí. Quách, đúng không? Thomas Quách. Wow. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa chúc tất cả các mạnh thường quân trong đêm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, cho xíu thời gian luật sư Lân ơi, em lỗ 300. Bây giờ luật sư đưa em 10 đồng lời em mới chịu. Và hồi nãy em trả luật sư Lân 500 mà luật sư Lân nói tiền này đưa vô từ thiện. Thôi thì em sẽ tâm sẽ ký chết sao, nhưng mà em gửi trăm từ thiện xe cái phước đức cọc sao cho luật sư phải làm thiện trưởng. Bây giờ sao ai là người nhận? Xin đổi trách. Xin đổi trách từ thiện. Còn tiền 500 trách thì viện tâm sẽ ký gửi ba luật sư sao? Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin nhường microphone lại cho luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ giới thiệu một nhân vật mà rất là dấn thân vào cộng đồng và xã hội, tức là một community feature, phải không ạ? Dạ vâng, xin mời luật sư Lân ạ. Cảm ơn MC Trọng Thắng và chị Hồng Vân. Quý vị giúp tôi chúc chàng bắt tay cho MC rất là đẹp trai đồng gái như này. Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ trong cuộc auction vừa rồi ra. Thật ra đây là lần đầu tiên chúng tôi làm, chúng ta chắc là lỗ nhiều, tại vì có một số tiền khác thì chúng tôi không phải giải quyết đó như thế nào. Tuy nhiên nếu mà không tìm được thổ chủ, chúng tôi sẽ tìm cái cơ quan từ thiện nào đó để tặng số tiền này. Cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, phần kế tiếp chúng tôi xin được hân hạnh mời các anh chị em dân cử đến đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc để cho cộng đồng chúng ta ở đây. Đây là cơ hội rất là hiếm để chúng tôi có thể đứng chung một chỗ
với các anh chị em dân cử để mình cùng với nhau chia sẻ những cái trải nghiệm chúng tôi đối với đồng hương. Xin mời các bạn dân cử đến lên trên này nhanh. Tôi không có thấy mặt tất cả mọi người, nhưng mà xin các bạn lên đây. Và tôi mong các bạn có các bạn lời chia sẻ, có hy vọng là hỗ trợ tôi cho cuộc tranh cử với chức vụ thị trưởng gần rồi. Người đầu tiên đến đây là luật sư Đinh Đăng Nguyễn, thì là ủy viên giáo dục của học khu Gandro và ủy viên của sở thủy cục của quận Cam này, bên cạnh là phu nhân nghị viên Joseph Đỗ Vinh từ thành phố Gandro. Còn một người đẹp kế tiếp ở đây là trustee ủy viên giáo dục học khu cộng đồng San Diego, Rancho San Diego, Daisy Tống, người trẻ nhất và một người mới nhất trong chương trình. Vừa bước lên là luật sư Trần Thái Văn, chúng ta biết rồi. Và đây là người chính trị lâu năm nhất, wow, nhất nghề cho Châu County, là giám đốc Thái Đại Diệp. Và đây là thị trưởng Charlie Minh Chí. Xin mời các bạn chia sẻ từ phải qua trái. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả và rất là cảm ơn sự hiện diện của quý vị tối hôm nay, đặc biệt là ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lâm, là một trailblazer, một người đã tiên phong và giữ chức vụ lâu nhất và còn tại chức là ủy viên giáo dục của khu vực chính Gandro, trước khi luật sư Nina Nguyễn là bà xã của Châu Đô Vinh đã cùng sở nhiệm, tức là đồng viện của luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Đồng thời bên tay phải chúng tôi cũng là đương kim giám đốc sở thủy cục, cũng ngồi cùng ghế cùng đồng viện với luật sư Đi Đăng Nguyễn. Và Châu Đông Vinh năm ngoái thì cũng may mắn nhờ sự ủng hộ vì đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố Garden Grove, nơi mà luật sư Nguyễn Quốc Lâm đã công bố tranh cử chức thị trưởng trong năm 2024. Vì vậy chúng tôi cũng được ưu tiên nói về luật sư Nguyễn Quốc Lâm và cuộc tranh cử tới đây. Tôi hiện nay thì không chính thức ủng hộ hay là endorse là tín nhiệm luật sư Nguyễn Quốc Lâm, tại vì còn nhiều ứng cử viên khác và chúng tôi cũng giữ một cái thế trung lập. Tuy nhiên, luật sư Lâm có nói rằng don't throw me under the bus. Thì Đỗ Vinh có hứa rằng I will not throw you under the bus unless you buy me the bus. So, chắc chắn là chúng tôi mong muốn là có một thị trưởng có việc nữa, như ở Westminster có thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, thì có thêm một ông họ Nguyễn ở Gargro thì win-win. Win-win của Westminster và Gargro. Và trước đây chúng ta cũng đã từng có một thị trưởng có việc ở Gargro rồi, và rất là kick count cái số phiếu mà ông Bảo Nguyễn đắc cử năm đó, chừng độ vài chục phiếu thôi. Thì tất cả những phiếu của quý vị hôm nay rất là ảnh hưởng cái kết cục của kỳ tranh cử thị trưởng năm nay. Thành ra quý vị làm ơn dồn phiếu cho người kinh nghiệm nhất và tôi cho là xứng đáng nhất để giữ chức vụ thị trưởng ở Garden Grove. Và tôi sẽ rất là hân hạnh nếu được phục vụ trại hội đồng thành phố Garden Grove với luật sư Nguyễn Quốc Lâm là thị trưởng của thành phố Garden Grove. Xin mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị. Tôi là Dino Nguyễn, ủy viên giáo dục của học khu Garden Grove. Chúng tôi có sự hân hạnh đã được ngồi chung và làm việc với luật sư Lân từ 2016 đến nay. Thì trong cái thời gian làm việc với luật sư Lân, chúng tôi thấy ông là một người rất là đạo đức, và khi quý vị đã tín nhiệm các con em cho ông thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là chúng ta may mắn có một người đại diện như là luật sư Lân. Có một hôm những người lái xe bus điều đình là muốn tăng lương, thì luật sư Lân nói là cái ngân khoản của học khu cho phép như vậy, và những người lái xe bus này họ có một cái cargo là những họ chuyên chở những món hàng rất là quan trọng, đó là những con em của chúng ta. Thì luật sư Lân bảo là con em của chúng ta quan trọng hơn hết, nên chúng ta cần có sự ủng hộ của những người lái xe bus, và những người xe bus đã được tăng lương và rất là happy. Và đây hơn nữa, chúng tôi cũng đã từng
làm nghị viên của thành phố Garden Grove và phó thị trưởng thành phố Garden Grove. Thì trong thời gian chúng tôi làm việc, cái điều mà quan trọng nhất là phải cân nhắc cái tài khoản của thành phố. Thì trong thời gian chúng tôi làm việc với một sinh viên tại học khu, thì cái ngân khoản của học khu là gấp 5 lần của thành phố Garden Grove. Chúng tôi thấy ông làm việc rất là tích cực và đã cân nhắc và bầu cho những cái dư luận mà đã cân nhắc từ cái ngân khoản của học khu và làm việc rất là tốt. Nhưng chúng tôi nghĩ khi ông lên thành phố Garden Grove để làm việc, ông sẽ làm việc tốt hơn là những cái người khác mà đang tranh cử. Và ông là một cái người nghị viên một người ứng cử viên xuất sắc nhất trong cái kinh nghiệm của tôi thấy. Nên quý vị nếu được ủng hộ ông 100%, 200% thì cộng đồng chúng ta sẽ rất sẽ có một ông thị trưởng làm việc rất là tốt cho thành phố Garden Grove. Cảm ơn nghị viên, cảm ơn nghị viên luật sư Đinh Nam Nguyễn. Xin mời thị trưởng sau đây của mình chị. Daisy xin kính chào quý vị. Có thể là anh Lân không biết được, nhưng mà Daisy có cái vinh hạnh biết được anh Lân lúc mà Daisy mới có 12 tuổi. Thì lúc đó là nhớ rằng là những anh trẻ như là anh Lân và anh luật sư Trần Thế Văn cũng như là các luật sư khác về cái vụ mà những người Việt tị nạn ở những đảo, các anh đã đứng lên để giúp và đấu tranh cho quyền lợi để cho các cư dân được, những cái người mà định cư ở đảo được qua tại những cái đất nước tự do. Thì lúc đó em có volunteer đi tới cái văn phòng của anh buổi đêm để những cái thử nguyện viên, những cái petition. Thì em nhớ là cái cơ hội đó em được gặp anh Lân. Thì là rất, sau cái đó thì đi thấy là nhiều khi hành động nó thay cho lời nói. Bao nhiêu năm từ lúc trẻ anh Lân đã có cái tấm lòng hướng về quê hương mà không làm theo hành động chứ không phải là lời nói. Và nếu mà nhìn lại những cái hoạt động của anh trong cái hội đồng giáo dục học khu Garden Grove thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu năm cộng đồng của chúng ta có cái tiếng nói trong học đường của Mỹ rất là quan trọng, và càng ngày cái tiếng nói của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Và bây giờ anh lại ra tại thành phố Garden Grove thì Daisy rất là mừng và vui, because I'm a resident there. Daisy cũng là đó. Và cái học khu mà cái chuyện mà Daisy muốn chia sẻ đây là anh đồng thời rất ủng hộ những anh em trẻ đi ra để đi ra sinh hoạt với cộng đồng. Vì Daisy nhớ là đang ngồi trong cái hội đồng, lúc mà đang ngồi trong hội đồng giáo dục có một cái nghị quyết cần thông qua về nhân quyền cho Việt Nam. Thì trong cái hội đồng giáo dục đó chỉ có Daisy là người Việt Nam duy nhất trên đó. Và Daisy nhớ là nhiều khi mình cũng nhìn thấy cái sự giả lôi của mình tại trên đó. Nhưng mà anh Lân và các anh đã text để trong cái buổi họp nói ok em cần cái gì, lúc nào cũng luôn ủng hộ sau lưng. Đó là những cái chuyện rất là quan trọng mà ở ngoài không có ai biết được, là cái sự gắn bó của các anh để ủng hộ đàn em, để họ tiến lên và để có thể bảo vệ cái tiếng nói cộng đồng của chúng ta. Không biết gì Hằng có đây không? Cái này trong vài lời kế tiếp đó, thì em xin có vài lời tâm tình với lại luật sư Nguyễn Quốc Lân. Biết anh Lân từ năm 2005, khi mà mới lên đây làm việc thì quen biết ảnh trong cái cương vị là phụ tá của dân chủ Trần Thái Văn. Anh Lân là một người đàn anh rất là tốt, và trong suốt 13 năm quen biết ảnh, em nhận được hay là em ghi nhận được vài điều sau đây. Các ứng cử viên hay là các chính khách cựu hay là cũng như là tài chức đó, thì đôi khi chúng em cũng có cái vấn đề mà gọi là ích kỷ, đôi khi cũng có cái sự mà gọi là tranh giành. Nhưng trong các nhóm dân cử hay là cũng như các dân cử mà em có cái cơ hội quen biết trong suốt 15 năm qua tại Orange County, phải nói rằng là anh Lân là một người không bao giờ giành, không bao giờ muốn làm cái gì với mục đích là có tư lợi cho mình. Những gì mà anh làm
là cho học sinh, cho cộng đồng. Và anh xã mình làm những công tác đó trong suốt 20 năm qua. Cho nên rằng là thưa quý vị, trong cái kỳ bầu cử này, anh Lân không phải là cái người mà tự muốn ra tranh cử, mà là có rất nhiều người, trong đó bao gồm cả em, năn nỉ, thúc giục và áp lực là anh ra tranh cử để mà dấn thân một bước nữa cho cộng đồng Việt Nam ở tại Orange County cũng như là cho thành phố Garden Grove. Cho nên trong ngày hôm nay em trai có mặt ở đây để mà ủng hộ cho anh, và xin cảm ơn chị Hằng đã tiếp tục cho anh dấn thân thêm một bước nữa. Năm qua xin kính chào quý vị, các cô, các bác, các anh chị có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Phân vui xin chào anh luật sư Nguyễn Quốc Lân của chúng ta. Năm qua cũng được biết anh Nguyễn Quốc Lân cũng khá lâu rồi, trong những cái thời gian mà anh đấu tranh, anh vận động cho những thuyền nhân ở Philippines, còn kẹt lại ở Philippines, thưa quý vị. Nhưng mà để mà được gần gũi và làm việc với anh luật sư Nguyễn Quốc Lân thì là chỉ trong vòng khoảng chừng 4 năm gần đây thôi, thưa quý vị. Nhưng mà ở anh Lân, năm qua anh thấy được anh là một người anh mà năm qua anh ngưỡng mộ, là một người luôn luôn sẵn sàng xả thân cho anh em, xả thân cho cộng đồng. Đó là cái tố chất mà nó đã được biêu ở trong cái trái tim của anh Lân, thưa quý vị. Thì chúng ta cần một người có cái tâm và cái tầm cho cộng đồng của chúng ta. Không có một ai, em có thể em nói được là không có một ứng cử viên nào hiện nay có thể xứng đáng cho chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove giống như anh Nguyễn Quốc Lân mà em không cảm thấy xấu hổ. Thưa quý vị, cái này cũng cảm ơn chị Lệ Hà, là anh Lân đối với em là một cái viên kim cương mà chị Lệ Hằng cất ở trong tủ. Chị giấu rất là kỹ. Và tụi em, các anh em dân cử ở đây là phải đi thuyết phục anh Lân, thuyết phục chị Lệ Hằng từng chút một để lấy cái viên kim cương này ra, để ra ngoài để cho bà con chiêm ngưỡng. Thì anh Lân, chúc mừng anh, hôm nay bà con, cô bác, các anh chị, các bạn bè đã thấy được cái viên kim cương đó, thì anh phải làm sao để xứng đáng với lại cái lòng tin của mọi người. Chúc mừng anh một lần nữa. Và chúng tôi là Andrew Nguyễn, cũng là một người biết được anh Lân từ năm 2006 khi chúng tôi vừa được đắc cử của ủy viên giáo dục của khu Washington. Và theo chúng tôi được nhận biết, dù chúng tôi rất là mới trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà đã có rất là được hân hạnh được anh luật sư Nguyễn Quốc Lân và luật sư Trần Thái Văn đã giúp đỡ chúng tôi trong những bước tiến đường về chính trị cũng như trong dòng chính. Quý vị cũng biết anh Lân bao giờ cũng giúp đỡ tất cả những ai mà có lòng đi ra, mà anh không bao giờ nói là phiền hay là lúc nào anh cũng là giúp đỡ. Và một lần nữa thì mấy tất cả những anh em đều nói hết trên rồi, thì chúng tôi cũng là trong bao nhiêu năm nay anh em chúng tôi cũng muốn anh ra mà anh không chịu ra, mà đây là lần đầu tiên anh nói anh sẽ ra làm thị trưởng cho Garden Grove. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật lớn cho luật sư Trần Thái Văn, luật sư Nguyễn Quốc Lân. Vâng, kính thưa quý vị, tôi là thuộc loại nhiều chuyện cho nên là không thể không nói được. Thưa với quý vị, chúng tôi rất hân hạnh là được đứng trên sân khấu này cùng với tất cả các vị dân cử. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn cùng với chúng tôi, để cảm ơn tất cả các vị dân cử này đã dấn thân để phục vụ cho cộng đồng
Chúng tôi tin tưởng rằng quý vị đã tin tưởng những người này thì là một sự tin tưởng rất đúng. Thưa quý vị, còn lại luật sư Nguyễn Quốc Lân thì sao? Chúng tôi có một cái thân tình là biết nhau từ khi là một bạn học của trung học. Sau khi bạn học trung học rồi thì hai người mỗi người một nơi là lên đại học. Và sau đại học xong thì chúng tôi lại có cơ hội để mà sinh hoạt với nhau trong sinh hoạt của cộng đồng, trong sinh hoạt của cộng đồng Công giáo. Và cho tới ngày hôm nay chúng tôi lại sinh hoạt với nhau trong một vai trò là một vị dân cử. Cho nên chúng tôi thấu hiểu được cái tinh thần làm việc của mỗi người. Và chính vì như vậy mà ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được đến đây cùng với luật sư Nguyễn Quốc Lân, cùng với tất cả quý vị, để chúng ta mong rằng làm sao chúng ta có thể giúp cho luật sư Nguyễn Quốc Lân, cũng như ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân phải thắng cử trong cái lần bầu cử vào tháng 11 năm tới đây. Chúng ta thắng cử vào luật sư thắng cử vào trong chức vụ thị trưởng của thành phố Garo, là cộng đồng của chúng ta cũng là thắng cử trong cái chức vụ cho cộng đồng. Và thưa quý vị, ngay cả tới giờ phút này luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng chưa biết rằng chúng tôi đang có cái dự tính để mà làm việc cùng với lại thành phố Garo. Hy vọng rằng khi mà luật sư Nguyễn Quốc Lân đắc cử vào thị trưởng của thành phố Westminster, chúng tôi sẽ đề đạt lên với luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là nghị viên Châu Đỗ Vinh ở đây và còn các nghị viên khác, để chúng ta cùng có những cái mục tiêu để mà dự án, những cái dự án đó được thành công. Xin một lần nữa xin chúc mừng cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Cảm ơn thị trưởng. Sau đây các bạn chỉ, và xin trả lại của luật sư Trần Thế Năng. Rất là nhanh thưa quý vị. Tất cả các vị dân cử ở đây chỉ là một phần các vị dân cử người Mỹ gốc Việt đang và sẽ tiếp tục ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ngày hôm nay chúng ta thiếu ba khuôn mặt lớn, tại vì các vị này họ cũng bị cái schedule conflict, nhưng mà cũng đã gửi lời đến cá nhân tôi để mà chúc mừng luật sư Nguyễn Quốc Lân và được cái sự ủng hộ hết mình 150%. Thứ nhất là của dân biểu tiểu bang California, Tạ Đức Chí. Anh hiện giờ đang ở ngoài tiểu bang đi vacation, và chúng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với anh Chí. Nếu mà không có đi vacation thì chắc chắn cũng có mặt ngay tại đây. Và người thứ gì không ai khác lạ là giám sát viên phó chủ tịch của hội đồng giám sát, luật sư Andrew Đỗ, cũng là một đồng Việt. Kính thưa quý vị, anh Andrew cũng đã viết cho một cái email cho luật sư Lân và cá nhân tôi đó, là tôi cũng là một ứng cử viên mà làm việc cho anh Andrew, nhưng mà Andrew đã hứa sẽ cho luật sư Lân 2.000 Mỹ Kim trong cái tranh cử. Cái này là chắc là phải gõ cửa Andrew thêm. Và người thứ ba đang đi lạc từ trên núi xuống mà mới gọi tôi mà vẫn chưa kiếm được cái nhà hàng để đến đây để mà ủng hộ cho luật sư Lân, không ai khác lạ đó là nghị viên của thành phố Westminster, Amy Fang West, cũng đến đây để mà ủng hộ cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Bởi vậy nên cái sự yêu mến, tín nhiệm và ủng hộ cho luật sư Lân, có thể nói là các vị dân cử người Mỹ gốc Việt trong cái khu vực Central Orange County là toàn diện. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin các bạn đứng yên. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị nghe phần chia sẻ của những thành phần mà có những người gọi đây là cái phe nhóm Trần Thái Văn. Và nếu quý vị hiểu cái kiểu phe nhóm Trần Thái Văn, cái đó có nghĩa rằng cái sự đoàn kết mà cộng đồng muốn. Và cái sự đoàn kết đó, nếu những ai nói cái đó là phe nhóm của Trần Thái Văn, thì tôi chỉ nói được rằng những người đó, thứ nhất, họ không làm được với ai hết, không làm việc được với ai hết. Thứ hai, họ không thành thật với chính họ, vì họ không có làm việc chung được với ai hết. Thứ ba nữa là họ có thể đã từng phản bội cộng đồng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với nhau trong suốt những năm qua là như vậy. Và xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn ngày nay. Đỗ Vinh xin nhấn mạnh là Đỗ Vinh thuộc đảng Dân Chủ và tất cả các dân cử đây là đảng Cộng Hòa. Nhưng Đỗ Vinh vẫn ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lân và luật sư Trần Thái Văn trong cái tinh thần liên minh lưỡng đảng, bipartisan. Và Đỗ Vinh xin cảm ơn tất cả quý vị thuộc đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Đỗ Vinh. Cho nên tôi mới đắc cử nghị viên thành phố. Và để đền đáp công ơn quý vị, chúng tôi yêu cầu tất cả những người
independent hay là dân chủ, cũng ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lâm, không vì đảng phái, không phe nhóm gì cả, cũng như luật sư Trần Thái Văn trong kỳ này. Bipartisan support. Thank you everyone. Cảm ơn Nghị viện. That's right. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của những người tham gia trong các sinh hoạt chính trị ở đây. Tôi xin nhân cơ hội này kính giới thiệu với quý vị một khuôn mặt tôi gọi là cái nét đẹp của người Việt Nam. Nhưng mà trong cái nét đẹp của người Việt Nam, thưa quý vị, nghị viên Amy Van West. Ok, xin mời nghị viên. Rồi, sáng nay xin mời nghị viên, hy vọng là có lời chúc mừng đến anh Lân đã tranh cử lại. Ok, feel free to say, just throw me in the box, ok? Ok, no, I won't. Chào quý vị, mấy bác, mấy cô, mấy chú. Cảm ơn đã tới đây để ủng hộ anh Lân running for mayor của City của Garden Grove. I know that he is very good. He sẽ lo lắng cho cái city của Garden Grove và con cái của mình. So quý vị nhớ ủng hộ either đi bộ hay là bỏ phiếu hay là cho tiền cho anh Lân, luật sư Lân. Cảm ơn quý vị. Thank you Andy. Và đây là nghị viên mới nhất của thành phố Westminster. Cảm ơn nghị viên Andy West. Kính thưa quý vị, tôi vừa đang giới thiệu một cái khuôn mặt nét đẹp của người Việt Nam. Nhưng mà tôi muốn nói tiếp thêm, trong cái nét đẹp này là cả một sự chịu đựng, cả một sự hy sinh cho dân tộc, cho văn hóa, nghệ thuật của người Việt Nam. Nếu quý vị biết rõ con người này, quý vị sẽ thấy đây là con người hiện thân của lịch sử, của cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam. Không ai khác hơn, tôi xin thưa quý vị, hãy đón chào nữ diễn viên Kiều, cô Kiều Trinh. Cô Kiều Trinh sẽ hôm nay sẽ có vài lời chia sẻ. Đây là một người tôi rất kính trọng vì đây là cái biểu tượng của cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam. Và cảm ơn cô Kiều Trinh đã đến đây để ủng hộ cho em ra dịp này. Xin mời cô Kiều Trinh cho bạn nữa. Cảm ơn chị. Kính chào quý vị. Đứng ở đây nhìn xuống thấy thật đẹp. Đẹp không những chỉ là đông người mà đẹp vì những tâm lòng đã đến với luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Vừa rồi tôi nghe tất cả các vị dân cử đã nói về luật sư Nguyễn Quốc Lâm, và những người nói trước tôi đã nói rất nhiều về luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Tôi xin không nhắc lại những cái gì mà quý vị đã được nghe về luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Tôi chỉ là một người Việt Nam, tôi rất hân hạnh hôm nay được đứng đây để ủng hộ một người Việt Nam mà tôi kính phục vô cùng, đó là luật sư Nguyễn Quốc Lâm, một người luật sư tài giỏi, người luật sư có tài và có đức. Người ta thường nói sau lưng một người đàn ông tài giỏi, sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn bà tài giỏi. Vậy thì xin cảm ơn người đàn bà tài giỏi, bà luật sư Quốc Lâm. Hôm nay tôi chỉ xin kêu gọi là tất cả chúng ta ở đây đến đây cùng một cái đồng ý là ủng hộ luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Xin chúng ta ủng hộ mạnh mẽ hơn bằng làm sao để luật sư Nguyễn Quốc Lâm có được những điều kiện cần thiết để tiếp tục cuộc tranh cử này. Và xin chúng ta kêu gọi tất cả những người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, cộng đồng, những người quen biết để bỏ phiếu thật đông để luật sư Nguyễn Quốc Lâm trở thành một người mayor của thành phố Garden Grove trong năm 2024. Trong tất cả những thành phố mà có người Việt Nam cư ngụ, Garden Grove là thành phố nhiều cư dân Việt Nam nhất, và Garden Grove cần phải có một người mayor là người Việt Nam để hiểu được tất cả những cái vấn đề của người Việt Nam chúng ta ở đây. Nhất là năm 2025 sẽ là kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam chấm dứt, và năm 2025 sẽ là năm rất quan trọng để tất cả thế giới, tất cả mọi media nhắc nhở tới vấn đề Việt Nam. Một thành phố Garden Grove, một thành phố đông dân cư Việt Nam nhất,
chúng ta cần một người luật sư tài giỏi như, cần một người may o tài giỏi như là sư Nicolin, và chúng tôi xin hân hạnh được góp mặt ở đây để chúc mừng luật sư Nicolin. Cảm ơn tôi kính chào rất nhiều. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần giới thiệu của cô Kiều Trinh. Dạ vâng, cảm ơn tôi. Và sắp tới tôi xin giới thiệu một người rất là đặc biệt. Đây tôi phải nói là người thầy giáo đầu tiên của tôi tại Hoa Kỳ. Lý do là như thế này: khi tôi đến Hoa Kỳ năm 1980, tôi không biết tiếng Anh, tôi chỉ có người thầy này tôi nói chuyện được thôi, và người thầy này dạy tôi tiếng Anh. Sau đó là thầy Peter Trần Chi Phước từ trường trung học Bosa Grande. Và chúng tôi xin cảnh báo với quý vị trước là thầy Trần Chi Phước biết hết tẩy cái trò ma quái của học trò của chúng tôi từ trung học. Và em xin thầy đừng có nói nhiều về cái chuyện đó. Và cảm ơn thầy đã đến đây chia sẻ với chúng em. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh của các dân biểu đã cho chúng ta một số người rất là có lòng với dân tộc đấy. Và đặc biệt Lệ Tân thì tôi phải nhắc tới cái người chống lưng là Lệ Hằng. Cảm ơn Lệ Hằng đã finally release it. không có bài chủ ở nhà thì đâu có làm ở đâu. Dạ, thật sự mà nói là chúng tôi rất hân hạnh và rất là vui mừng và rất là hãnh diện có tất cả những người con như là các dân biểu. Riêng phần Nguyễn Quốc Lâm thì thầy trò chúng tôi đã đi về rất xa và rất lâu. Và ngoài Quốc Lâm ra còn có Nguyễn Hạnh Chí, anh Chu Đỗ thuộc là từ Bôn Sa, thế mà thôi, không có quảng cáo được nhiều nữa. À, xin cảm ơn các quý vị, các cô bác đã ủng hộ và nhớ phải bỏ phiếu cho người Việt của chúng ta, và nhất là Nguyễn Quốc Lâm đã làm và thủ vị trí thị trưởng Giang Cộng. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thiên Chi rất là nhiều. Và sau suốt mấy chục năm chúng tôi vẫn còn gặp nhau và thầy bây giờ về luôn rồi. Và kính thưa quý vị, người kế tiếp tôi muốn mời quý vị đến đây để chia sẻ trong buổi tiệc ngày hôm nay, đó là bà Cố Đoàn. Bà Cố Toàn, bà Cố Toàn là một người có một cái lý lịch phục vụ cho cộng đồng Công giáo đây rất lâu năm và cũng có nhiều cái cơ hội làm việc với giới trẻ. Xin mời bà Cố Toàn đến đây có vài lời chia sẻ với chúng con. Cảm ơn ông luật sư đã có lời mời tôi được chia sẻ một chút. Trước khi tôi chia sẻ, tôi xin gửi lời chào ân tình thân thương đến toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em đang hiện diện hôm nay. Lời chào thân thương đó xin gửi đến quý vị rất trân trọng. Và ông luật sư muốn tôi nói trong cái giới trẻ thì cách đây mấy chục năm chúng tôi có cộng tác với ông luật sư Lân, anh Chí, Nguyễn Mạnh Chí và cô Nga Mi và ông bác sĩ Cường là lập ra một cái giới trẻ tại Orion County. Những giới trẻ là rất là đạo đức. Và hôm nay tôi thấy tất cả ba vị anh Chí, ông Thái Quốc Văn và ông Lân là một cái kiềng ba chân rất vững để lo cho cộng đồng công gia, lo cho cộng đồng chúng ta. Và xin quý ông lo cho giới trẻ thật nhiều để thế cho tuổi già chúng tôi xuống thì tuổi trẻ sẽ tiến lên. Và sau đây chúng tôi muốn tất cả quý vị chúng ta cùng nhau chúc lành cho cái ông Lân này
mưu sự thì tại nhân, thành sự thì tại thiên. Và ông Lân ở đây đã có đủ tài và đủ đức. Chúng ta xin một tràng pháo tay ủng hộ ông hết mình, hết lòng. Chúng tôi xin hết. Xin cảm ơn bà cố. Thưa quý vị, ăn ngon không ạ? Bây giờ nấu bụng rồi mình nghe tiếp được không ạ? Yes, thank you. Trước tiên thích phải mời ông xã lên đây, xin mời anh Lân lên sân khấu. Thưa quý vị quan khách và những người rất thân thương, những gia đình anh chị em bạn bè, những nhân hào, văn sĩ, những thương gia trong cộng đồng. Không biết anh Lân phải dành mặt, không biết Lân cảm ơn tới đâu rồi. Nhưng mà hai vợ chồng xin phép đứng đây một lần, chỉ cúi đầu xin cảm ơn mọi người. Không những quý vị đến tham dự để hỗ trợ, nhưng mà sự thật để có được buổi tiệc ngày hôm nay, nó đòi hỏi rất là nhiều sự nâng đỡ, sự giúp đỡ của mọi người. Thật ra Hằng muốn mời anh Tăng và anh Chí lên đây, nhưng mà quà Hằng chuẩn bị lúc nãy bị bán đấu giá hết luôn rồi. Ban tổ chức là chỉ làm 10 chai thôi, mà họ làm hết 12 chai của Hằng luôn. Thành thử xin khách hai anh. Chúng tôi kết hôn với nhau 27 năm, nhưng mà Hằng đã quen anh Văn và anh và thị trưởng Charlie Nguyễn Hồng Chí trước đó. Thành thử ra đó là hai người bạn, đó là ba con rồng, thưa quý vị, ba con rồng 1964. Họ làm bạn với nhau và họ, một sư Văn là một cộng sinh viên làm cho tự mẹ làm project nộp từ GCI. Anh Lân là chủ tịch của LAVAS, cũng chuyên giúp vấn đề vấn đề phụ thá pháp lý cho những người thuyền nhân trên các trại tị nạn trong thập niên 80-90. Và anh Nguyễn Hạnh Trí là có những sinh hoạt trong cộng đồng, là trong của giới trẻ Công giáo và lực hành tham dự. Thành thử ra chúng tôi gọi là gà chung với nhau. Thành thử ra xin được rất là cảm ơn anh Trí, anh Văn vẫn còn là bạn cho tới ngày hôm nay. Vì quà dành cho hai anh không còn, thành thử Hằng xin mời hai anh lên đây để nhận Hằng món quà khác cho bà xã của mình được không ạ? Xin mời anh Văn và anh Chí. Em xin mời anh Trần Việt Cường luôn. Anh Trần Việt Cường là và chị Tịnh Hương là hai người anh chị rất thương mến chúng em và đã ở với chúng em từ rất là lâu rồi. Anh là người tài giỏi nhưng rất khiêm nhường. Khi gọi tới anh là anh sẵn sàng ra tay, không cần phải năn nỉ, không cần phải mời mọc. Thành thử chúng em rất tôn trọng cái chân tình đó của anh chị. Dạ, xin mời anh Trần Thái Văn, xin mời luôn Cindy và xin mời luôn Mái Hiên lên đây. Đây là những người mà chúng tôi đã đi với nhau cả một chặng đường rất là dài. Em xin mời anh chị, anh Nguyễn Hạnh Trí, anh xin Trần Thái Văn. Bây giờ mấy chị không lên, chắc em nhờ mấy anh thôi hả? Rồi Honey cầm, bây giờ thì Honey đưa. Anh lấy món quà trong đó đưa cho mỗi anh, dùng cho em để tặng cho bà xã. Chị Quỳnh Hương, em mời chị Quỳnh Hương. Lên đi, lên. Chị Quỳnh Hương đâu rồi? Chị. Mấy anh cầm dùng cho mấy chị. Quà có hai anh cầm dùng. Quà mấy anh bị bán đấu giá mất rồi. Quà mấy anh bị bán đấu giá mất rồi. Đây là quà cho các chị. Và xin lỗi bận quá, không có giờ ráp lại cho nó lịch sự hơn. Và thưa quý vị, không phải là chỉ những người đứng trên sân khấu thì cũng có quà, hầu hết quý vị cũng có quà, nhưng mà tại vì là không biết phải phân chia làm sao. Được những món quà này có được là do công ty Thiết Việt gửi tặng. Anh chị thì có một cái tiệc khác ở nhà, thành thử mới rời khỏi bữa tiệc hôm nay. Xin thành thật cảm ơn anh chị Hương và Tú của công ty Thiết Việt. Các thiện nguyện viên đang bỏ những cái hũ cà phê lên trên bàn của quý vị. Chút xíu mình sẽ có phần bắt thăm, hy vọng quan khách cũng được cầm về một lon cà phê uống cho nó vui cửa vui nhà. Thưa quý vị, đây là những người mà Quốc Vân và Lệ Hằng
đi một chặng đường rất dài, không những bạn của tôi, tức là chồng, bạn của chồng, rồi vợ thành, chúng tôi trở thành bạn bè với nhau, anh chị em với nhau bao nhiêu năm nay. Xin được cảm ơn chân tình của các anh chị, của các bạn bè rất nhiều. Well, that's when you retire, right? Dạ, rồi bây giờ mời ông xã ra đây. Lê Hằng có hai cái surprise để tặng cho ông xã. Cái này surprise đầu tiên là cái không biết đây là của con trai gửi bác từ San Jose cầm xuống, tại vì cháu anh Lân mới nói cháu mới vừa có cháu vừa có các thơm làm thầy giáo dạy high school, đang dạy government policy và economics ở San Jose. Đây là job đầu tiên của cháu, hỏi thì cháu nói là cháu chưa được lãnh lương, tại vì cháu bắt đầu đi làm từ đầu tiên thưa quý vị. Nhưng mà cháu có gửi một cái sự đóng góp cho bố, mình thử mời bố coi. 100 đồng check đầu tiên của thằng con mới đi làm. Và một cái surprise thứ hai, không biết là mình có hai cái phone nào không anh Cam? Và một cái surprise thứ hai mà Lê Hằng muốn gửi tặng ông xã mình nhân dịp này. Quý vị đã thấy nãy giờ mọi người nói chuyện, anh Lân có một quá trình học tập rất lâu dài và có một cái quá trình gọi là anh khởi sự và làm những việc thiện nguyện, là anh phục vụ những người thiện nạn, tức là cũng giống như Lân là Hằng ngày xưa phục vụ những người thiện nhân, những người chặt thiện nạn. Và hôm nay rất là tình cờ Hằng có quen một người bạn, nhưng mà quen nhau lâu rồi nhưng mà không có biết, vô tình một buổi nói chuyện mới biết là thì ra người này lại cũng có dính díu một vài cái project anh Lân làm liên quan tới vấn đề tiền bạc. Và Hằng xin mời MC ca sĩ Oscar Thu Nguyễn. Dạ, hy vọng là Oscar nói xong rồi quay trở lại hát cho quý vị khán giả nghe. Trước tiên là mình chào mừng cô bác. Ra là vô tình là hai chị em Lê Hằng và Oscar đã làm trên đài truyền hình với chương trình Quay Chồng Việt Cường rất là lâu. Nhưng mà vô tình thì mới nói chuyện với Lê Hằng mới biết được là Oscar đến được đất Mỹ này là công một phần rất là lớn của anh Lân. Tại vì quý vị biết là Oscar đi vượt biên mấy chục lần, bao nhiêu năm, từ năm 80 cho tới trải dài mà đi bị bắt bao nhiêu lần mà không đi được. Đến được đến bờ tự do thì lại là chương trình đóng cửa. Thì trải qua là bất công xứ người đậu. Một số người mà đậu là Thanh Lộc thì bị được qua đứng thứ ba. Ví dụ như Trọng Thắng là cùng thời với Oscar đi vượt biên, nhưng mà Trọng Thắng lớp kia hơn. Còn Oscar đã ở lại 7 năm trời, vừa biểu tình tuyệt thực, mổ bụng từ thiêu đều có hết. Và cuối cùng em bị cưỡng bức về Việt Nam lại. Thì trong đó em mới biết được cái project anh Lâm làm là đã đẩy chương trình mà Rô, chương trình Rô viết tắt là chương trình tái định cư cho những người thiện nhân Việt Nam. Lúc ở đảo thì em có nghe chương trình đó là nếu mọi người muốn đi Mỹ thì hãy nên về Việt Nam, mà thật lòng lúc đó nếu mà tự nhiên mà ở đảo không cho đi mà tự nhiên kêu Việt Nam không ai tin hết quý vị. Em bị cưỡng bức về thì Việt Anh ké theo chương trình vợ là rớt về chương trình Rô. Chương trình Rô thì không ngờ nói chuyện với Lê Hằng mới biết là anh Lân là một trong những người luật sư đã đẩy chương trình đó với chính phủ Hoa Kỳ. Và chính phủ Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để đón nhận những thuyền nhân bị cưỡng bức về Việt Nam trở lại tái định cư tại Mỹ với chương trình Rover. Đó là một trong những em là nhân chứng sống. Và em có người bạn Trinh cũng là chương trình của em, ngồi đằng Trinh này là cũng là chương trình Rover với em luôn. Vô tình bữa nay em cũng gặp được là hai đứa em là cùng thời đảo bị cưỡng bức về và cuối cùng đi được chương trình Rover. Hiện đây thì chứ sân khấu này em cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Tại vì nếu không có anh thì gia đình em không có được đây. Và con cái em học thành tài, cũng ra dược sĩ là cũng đại ngờ nhờ chương trình đó. Nếu không là đứa con em sanh ra ở đảo thì về Việt Nam, đi cưỡng bức Việt Nam sẽ không có một cơ hội như hôm nay. Thì do đó, sẵn như vậy này thì em nói quý vị là nếu quý vị nào ở gần Rô thì quý vị đã biết được những việc anh Lân đã làm bao nhiêu năm nay. Thì em vô tình là một những người được anh Nha là được là anh Lân là ân nhân của em. Rồi nếu không anh Lân thì quý vị hãy vote cho anh Lân một lá phiếu. Ví dụ ở gần Rô, nếu không ở gần Rô thì hãy nói bạn bè. Bạn bè tất cả mình ai ở Gan Ro thì hãy dành một lá phiếu cho anh Lân. Tại vì những việc anh Lân làm em chắc không phải nói, tại vì những việc anh Lân đã là trong bo của Education rất là lâu rồi. Nhưng mà cái chương trình mà anh Lân làm âm thầm đó không ai biết, mà vô tình nói chuyện được với chị Lê Hằng thì em mới biết là đó, em là nhân chứng sống đã đi được chương trình qua Mỹ này là nhờ anh Lân trong những cái nỗ lực rất là
cực khổ bao nhiêu năm trời tụi em mới đến được cái lời này, thì cho anh Lâm có thể chia sẻ cho mọi người biết là chương trình Ro anh đã làm như thế nào hay không? Cảm ơn Oscar rất nhiều. Khi trình bày cái này anh muốn mời luật sư Trần Thái Văn, luật sư Trần Thái Văn, need to come up here, Văn, please come up here. Đây là chương trình Rover, là chương trình cơ hội định cư cho những người bị cưỡng bức hồi hương. Đây người tác giả đầu tiên không phải là anh mà là luật sư Trần Thái Văn. Luật sư Trần Thái Văn là người dắt một phái đoàn quốc hội sang Thái Lan để nói chuyện với người tị nạn, và từ cái cơ hội định cư cái đó, ông luật quốc hội mới ra cái đạo luật xác thực. Đến khi mà các em bị cưỡng bức hồi hương, quốc Mỹ nó xóa tay luôn, nó phủi tay, nó không muốn hết, cho đến khi đám dân cử anh và luật sư Trần Thái Văn và một nhiều người khác vận động cho bãi miễn xác trên Venice, là khi mà bãi miễn xác trên Venice thì mình mất là phải tôn trọng cái quyền di dân. Mình văn mưa để đã ý kiến đó là hey, tụi nó không cho mấy người bị cưỡng bức hồi hương về, tụi nó không có được miễn xác trên Venice. Ngay lập tức, anh nhớ là lúc đó đang ở DC, ngày hôm sau bộ Ngoại giao nói là ta có cái phát của Việt Nam, nó cho mấy là cũng bất hưởng đi hết luôn đó, để mà nó được đặt miễn trách trên Venice. Còn đó lý là tại sao có đến gần 25.000 người Rovo được định cư, và đây là những người đóng góp như vậy, nó đòi hỏi công sức của rất nhiều người ở đây. Chính luật sư Trần Thái Văn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm việc. Rất là nhanh, thưa quý vị, thưa chào em. Đúng là năm 1995 là mặt ông bao nhiêu năm rồi? 28 năm về trước, thưa quý vị. Chúng tôi mới ra trường luật sư, thì trong cái thời gian đó là cái giai đoạn chốt của cái phong trào hoặc là cái tình trạng tị nạn tại các giải Đông Nam Á và Hồng Kông. Thì nói rất là nhanh, thưa quý vị, tất cả các quốc gia kể cả Hồng Kông muốn cưỡng bức hồi hương các người tị nạn Đông Nam Á, và thời đó còn khoảng 200.000 đồng hương của chúng ta tại các trại Thái Lan, Mã Lai Á cũng như là Indonesia và Hồng Kông. Thì trong một cái phái đoàn đó, tôi nhớ hoài, tôi mới ra luật sư một năm đó, thì xin ông Ed Royce, ông dân biểu là liên bang, làm cho ông phụ tá lập pháp cho quốc hội chỉ một tháng mà thôi, để mà chúng tôi đi được qua bên Đông Nam Á để điều tra cùng với một phái đoàn quốc hội, điều tra và viết một cái dự luật sau này. Tại vì tại Thái Lan cũng như là Hồng Kông trong lúc đó họ chỉ muốn đuổi hết tất cả các người tị nạn về Việt Nam, và đây là cái lịch sử thật sự nó xảy ra. Khi mà qua bên đó thì họ đối xử với chính phủ Hoa Kỳ, họ không muốn tiếp, và họ tìm rất nhiều cái sự khó khăn để mà tạo ra cái sự cản trở giữa người tị nạn cùng với chính phủ Hoa Kỳ. Và khi mà chúng tôi về đó, trong cái phái đoàn có 3 nhân viên, thì tôi là nhân viên trẻ nhất, tôi viết một cái thông cáo cho quốc hội, thì cái ông dân biểu Christopher Smith là chủ tịch của Ủy ban Ngoại giao từ đó cũng ra họp một cái buổi điều trần và đã viết ra cái dự luật. Thưa quý vị, trong cái điều khoản của cái dự luật đó cũng hăm dọa. Nhưng mà chúng ta nói cái sức mạnh của Hoa Kỳ đó, thì chúng ta phải nói là tiền đâu. Ông hăm dọa cắt 30 triệu Mỹ Kim cho cái ngân sách của Ủy ban Cao ủy tị nạn, Cao ủy tị nạn cũng như là Bộ Ngoại giao. Thì lúc đó là bên đó phải nhảy đùng đùng lên và phải ngồi lại để mà điều đình với chúng tôi cùng với các tổ chức thiện nguyện và với Quốc hội Hoa Kỳ để mà ra cái chương trình Rover. Thì chúng tôi rất là vui với cái sự và cái dự án đó, và có rất đông các người Việt Nam có cái cơ hội trở lại, thì cái cuộc tranh đấu đó nó sẽ vào lịch sử cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta mà nhiều người không biết. Nhưng mà đó là một trong những cái việc rất là nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị. Rất là nhỏ nhưng mà rất là lớn đối với những bạn sống như tụi em đã đấu tranh được thực mỗi buồn biết bao nhiêu người. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn cũng như Lâm rất nhiều. Cảm ơn Oscar rất nhiều và đã chia sẻ với các luật sư Diễn Văn, và đó là câu chuyện của Rover. Bây giờ Oscar đi cùng với các bạn.
xin cảm ơn Oscar, cảm ơn anh Văn. Và Lê Anh xin gửi lại sân khấu cho chị Minh Phượng. Trước đây có một người ở xa không tham dự được, nhưng mà nhờ người tham dự tiệc, con nữ Lê Anh vậy chứ có kính nói để là xác định là có nhận được là của anh Kiệt Huỳnh. Tặng $500. Trước màn ảnh xin được cảm ơn anh Kiệt Huỳnh. Và đây trước ống kính, đây là một cái tình cảm của hồi thời sinh viên của anh luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thì một nhóm thân hữu bạn bè gửi $500 của các bạn bè ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Thay mặt anh Lân cảm ơn anh. Và cảm ơn chị. Và chị... và có chị ban tổ chức có đưa cho Hằng xin một cái thẻ coi đánh rớt tên là Andrew Trương. Thì bây giờ sẽ giao cho người này nhé. Andrew Trương. Bây giờ xin được gỡ sân khấu lại cho chị Hằng Minh Phượng có một cái chương trình. Thưa quý vị, chị Minh Phượng sẽ giúp cho phần tặng quà. Thật ra là công ty Quốc Việt muốn tặng cho mỗi người khách một hộp. Nhưng mà thưa quý vị, Hằng không có chở nổi những cái món quà nó lớn và nó có mấy chục thùng, nó nặng quá mà không có đủ xe để chở. Hằng nữ chỉ lấy được bao nhiêu thì lấy như vậy thì số khách mình lại đông hơn. Thành thử chắc bây giờ mình xin phép vào bốc thăm để quý vị có món quà đem về cho nó vui cửa vui nhà. Cảm ơn chị Hằng. Và thưa quý vị, bây giờ thì Phụ Vân còn theo sức mạnh từ nơi quý vị đã ủng hộ cho sư Nguyễn Quốc Lân. Và đây là những hình thật là nhanh chóng. Hồng Vân cũng như là anh Cao Minh Hưng phụ với Phượng nhé. Đi tới Phượng Minh Trình. Dạ không chị. Thưa quý vị, là trên bàn đó là có 3 cái hộp cà phê của công ty Quốc Việt. Và chúng tôi không có nhiều thời giờ, từ vì chương trình vẫn còn dài, cho nên là chỉ làm có một lần một ở đây thôi. Và chồng anh thấy là có rất là nhiều quý vị đã đi về rồi. Anh ở trên cái bàn đó là mỗi một có 3 cái món quà. Chúng tôi sẽ bốc thăm 3 lần. Mỗi một người mà ngồi ở trong cái bàn thì quý vị hãy chọn một con số. Ví dụ như là bắt đầu từ bên anh chọn mỗi người một số từ 1 đến 10, từ vì cái bàn của mình có 10 số. Và chúng tôi sẽ bốc thăm người cái số nào đó mà chúng tôi bốc được thì cái người mà mang cái con số đó sẽ trúng được cái món quà. Quý vị có hiểu không ạ? Dạ, để mà Hồng Vân bổ túc. Kính thưa quý vị, trong bàn của quý vị, ví dụ như là quý vị có 10 người thì bắt đầu từ chị Như Hảo chọn số 1. Rồi đến chị tiếp tục là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và trên bàn đó thì có 3 cái phần quà, là có 3 cái flavor của Quốc Việt tặng. Chẳng hạn như một cái là cocoa mix, một cái là French, và một cái là cappuccino, một cái là French vanilla. Thì bây giờ chúng ta sẽ, quý vị nhớ đếm trên bàn quý vị nhé. Nếu quý vị 4 thì quý vị đếm chọn số nào cũng được. 2, 4, 6, 8 hay là whatever. Thì chúng tôi sẽ lựa ra một cái số. Ví dụ mà số 8 thì là bạn của quý vị, người nào chọn số 8 sẽ trúng và lấy một phần. Sau đó chúng tôi sẽ rút một số thứ hai, là cái người trong bàn đó sẽ được cái lọ cà phê thu nhì. Chúng tôi sẽ rút 3 số. Như vậy người nào có quà mang về có 3 cái chances, có 3 cái cơ hội để thắng nha quý vị. Bây giờ chúng tôi, quý vị đếm của quý vị chưa? Quý vị đếm không? Khoan, Trước khi bắt đầu cho chương trình thì thưa quý vị, mỗi bàn của quý vị đã có cái quà vừa rồi, 3 cái hộp của Quốc Việt. Thì Minh Phượng muốn hỏi lại cho chắc thôi, có bàn nào mà chưa có và bàn nào mà các đại diện chưa có mấy cái hộp này, 3 phần này. Và chúng ta rất nhanh bởi vì giờ này còn nhiều cái tiếp tục lắm. Một lần nữa xin mời các đại diện cho Quốc Việt. Anh Hiếu chưa được một cái bàn nào có đầy đủ chưa? Tại chị thấy có bàn không có 3 hộp, bàn nào mà không có 3 cái lọ cà phê thì cho chúng tôi biết. Và trong khi chờ đợi thì trong tay Hồng Vân có lượm được một cái
card visa card và người đó tên là Andrew S. Trương. Người nào người nào tên là Andrew S. Trương, Hồng Vân đang có một cái credit card. Nếu không lấy tí nữa Hồng Vân trà tha hồ mà xài nha quý vị. Không lên. À đây lệ hàng. Lệ Hằng sẽ giải quyết. Người nào tên là Andrew S. Trương xin gặp chị Lệ Hằng là phu nhân của luật sư Lâm để lấy lại cái visa card. Và bây giờ chúng tôi sổ được chưa? Hiếu. Rồi bây giờ chúng ta cùng sổ đi, quý vị đã biết được số của mình chưa ạ? Ok, good. Đầy đủ hết mà anh Hiếu. Xin mời một người khách rất nhanh. Xin mời chú lên lấy một cái bốc đại cho nó nhanh. Ok. Hồng Vân bốc được số 3. Trong bàn nào mà người nào chọn số 3 thì người đó sẽ lấy được cái phần quà. Thứ nhất có thể lấy cái hot cocoa mix. À có anh là đã. Người nào số 3. Bây giờ thì Hồng Vân nhờ Minh Phượng bốc số thứ nhì đi. Hồng Vân đã bốc số 3 rồi, trên bàn người số 3 sẽ lấy quà về. Và bây giờ là số 5. Số 5, người nào trên bàn mà chọn số 5 thì được mang về một cái quà. Chúng được cái hộp Mocha Cappuccino cà phê cho người số 5. Rồi bây giờ Trọng Thắng. Trọng Thắng bốc thăm. Người Bắc gọi là bốc thăm, người Nam gọi là rút thăm. Cái này nó dính vào nhau. À, Trọng Thắng đã rút được số 4. Vậy là bây giờ là được French Vanilla. Số 4 sẽ mang về French Vanilla. Bây giờ chúng tôi xin lặp lại là số 3 sẽ được mang về Số 3 là Hot Cocoa. Hot Cocoa Mix. Số 5 là Mocha Cappuccino và số 4 là French Vanilla. Và bây giờ để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời anh Cao Minh Hưng đến để lên sân khấu để giới thiệu đến một người diễn giả tiếp theo. Xin cảm ơn chị. Tình nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe những lời phát biểu của các dân cử cũng như là những vị diễn viên trưởng trong cộng đồng. Người diễn giả của chúng tôi xin hân hạnh quý vị dành đôi phút để nghe một lời phát biểu cùng với em thế hệ trẻ. Mời Hillary Nguyễn bước lên sân khấu. Được không? Kính thưa quý vị, trước khi Hillary có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị thì chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu về Hillary. Thì Hillary ngày hôm nay cũng đến với gia đình Nam Nguyễn. Và Hillary cũng là một trong những em thủ khoa của trường Long Thiên Thang. Và có thể nói là trong suốt cuộc đời học sinh của Hillary cũng đã luôn luôn gắn bó với học khu Garden Grove. Và học khu Garden Grove cũng không ai khác hơn chính là người ủy viên cũng như là chủ tịch của Garden Grove, đó là luật sư Quốc Lân. Thưa quý vị, và sau khi Hillary tốt nghiệp thủ khoa của trường Long Thiên Thang thì em được nhận vào trường Yale với khoa học thần kinh. Và em cũng đã được nhận toàn phần về Gates Scholarship của chương trình tài trợ toàn phần cho phần học bổng của Hillary. Và tại Yale thì Hillary cũng đã được nhận hội danh dự của Phi Beta Kappa. Và em cũng là chủ tịch của hội này. Ngày hôm nay thì Hillary cũng rất là vinh dự được nhận vào một số trường Medical School. Trong đó chúng ta thấy những trường rất là nổi tiếng như là UCLA, UCSD, v.v. Tuy nhiên thì Hillary sẽ chọn học trường y khoa UCLA để mà gần gũi gia đình. Ngày hôm nay, một nửa thế hệ trẻ của Hillary, em cũng là một người, cũng là một em cũng gắn bó, tham gia những chương trình sinh hoạt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Một chương trình cũng rất là gắn bó với những cộng đồng của chúng ta. Quý vị, một chào tay thật lớn để chào đón em Hillary có đôi lời chia sẻ về quá trình học tập cũng như là sinh hoạt của em. Mời em. Và em xin phát biểu vài lời cảm
tưởng về Phật Quân Gordon đã thúc đẩy sự thành công của em. Và em cũng muốn nói trước là vì em sinh và lớn lên ở Hoa Kỳ nên tiếng Việt của em cũng chưa vững, nên em mong mọi người thông cảm. Trước tiên thì Học khu Garden Grove đã cung cấp nhiều cơ hội cho các học sinh học hỏi, phát triển và trở nên xuất sắc, và đã cho em có thể khám phá sở thích của mình và có thể phát triển nền tảng học thuật vững chắc. Môi trường học tập và sự hỗ trợ của các giáo viên đã giúp cho em cảm thấy tự tin và quyết tâm hơn. Em đã tốt nghiệp thủ khoa của trường La Quinta High School vào năm 2019 với điểm trung bình là 4.62, và em cũng được học bổng toàn phần của quỹ Bill và Melinda Gates, và em cũng tốt nghiệp thủ khoa của trường Yale University vào năm 2023 với điểm trung bình là 4. Theo ở dưới thời gian mà em đã học ở Yale, em đã là chủ tịch của hội Phi Beta Kappa, là hội danh dự uy tín nhất ở Hoa Kỳ, và em cũng là thủ quỹ cho hội sinh viên Việt Nam tại Yale và cho hội khoa học thần kinh ở Yale. Em cũng là quản lý phòng thí nghiệm cho Yale Visual Cognitive Neuroscience Lab, và em đã được cơ hội trình bày nghiên cứu riêng của mình cho hội Vision Science Society. Hiện tại em là sinh viên y khoa năm đầu tiên tại trường UCLA với hy vọng sẽ theo đuổi ngành phẫu thuật. Và dù em không có con đường dài phía trước, em cũng rất biết ơn học khu Garden Grove đã giúp em, đã đào tạo em trở thành một người có năng lực và có định hướng, sẵn sàng đón nhận những nỗ lực trong tương lai. Và em cũng muốn cảm ơn luật sư Lân đã đóng góp nhiều cho học khu Garden Grove để học sinh càng ngày càng tiến bộ hơn. Nên em muốn ủng hộ luật sư Lân và mong mọi người bỏ phiếu cho luật sư làm thị trưởng cho thành phố Garden Grove. Em xin cảm ơn. Hillary, và quý vị vừa rồi là một học sinh rất là xuất sắc của Grand Rose mà cũng xuất sắc ở Đại học Yale, hiện nay đang học Medical School Y khoa ở UCLA. Hillary sẽ là một học sinh xuất sắc, sẽ là niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Để mà chuẩn bị trở lại cho chương trình Dạ Vũ Văn Nghệ ngày hôm nay, chúng tôi chỉ có một cái phát biểu sâu cùng thôi, là một người hỗ trợ tôi từ suốt cuộc đời của tôi. Đó là ông anh của tôi, đó là anh Nguyễn Duy Trung. Anh Nguyễn Duy Trung là người phụ trách các ban nhạc ngày hôm nay. Một trong những điều kiện mà tôi phải năn nỉ anh xin cho trình diễn mấy anh Trung nữa rồi. Anh Trung, ai? So một trong những điều kiện mà anh được trình bày ngày hôm nay là anh phải được phát biểu. Tôi xin lỗi. Và xin mời anh Nguyễn Duy Trung các bài làm phát biểu để hỗ trợ cho em trong cuộc tranh cử ngày hôm nay. Xin mời anh Trung. Thứ nhất xin kính chào một tất cả quý vị ông bà và anh chị em. Tôi được vinh dự đến đây giữ gia đình để nói một vài lời với lần. Cũng là cái vinh dự của người cuối cùng hôm nay chia sẻ cùng bà Mân. Tôi bị cảm xúc. Lân, anh thứ em thứ thứ sáu trong gia đình, chúng tôi khi cơ hội rời khỏi Việt Nam, và đó một điều tôi muốn chia sẻ với quý vị anh chị và ông bà. Cách đây hơn 40 năm, khi chàng còn là teenager, chúng tôi escape from Việt Nam và trong trại tị nạn Bolivia đông Malaysia. Có một chàng bé 14, 15 tuổi lên một ý kiến rất cao vấn đề trách nhiệm và tinh thần dấn thân cho những người kém may mắn. Tôi nhớ là
khi mà vừa mới trên bộ đàm thì anh Bùi Đông thì lên đã 14 năm tuổi, tôi nghĩ tiếng Anh chắc cũng chả biết cái gì đâu, chả đi dấn thân vô sinh vô hồng hồng thuật tự đòn Bùi Đông và xin lại lần đó thì chàng có một cái cơ hội là được phát quần áo, giày dép, thức ăn và sữa cho bên mình. Nhưng có điều chúng ta rất phân đi cho gia đình là trong gia đình chúng tôi hoàn toàn không nhận gì hết. Và khi chúng tôi được lên máy bay định cư tại Mỹ, mình nhìn chung quanh, ai cũng có giày, ai cũng quần áo, dưới gia đình em chúng tôi mỗi người chỉ có được dép lẹt xẹt đưa lên chiếc máy bay. Tôi tự hỏi lên cái cơ hội để giúp mọi người mà tại sao không lo cho dân. Cái câu hỏi tôi đặt ra trong quý vị ngày hôm nay, cái lý do gì mà nhân phải đến thân để làm cho người kém may mắn không cho dân? Thì lên bây giờ phải nói tôi lên mình phải đi chung gia mình, gia đình mình có thể không có tiền bạc ở thời điểm này chẳng thu nhập, nhưng mà còn rất nhiều cái may mắn như thế này. Tôi rất là quý sinh cái chuyện biết em được 45 tuổi trưởng thành ở thời điểm đó. Cái tinh thần đạo đức của mình đã cảm kích tôi và cảm kích tất cả anh em trong đời. Và khi chúng tôi được định cư tại Mỹ, trong khi tất cả các anh em trong gia đình ai cũng chọn hướng đi cho các anh nhà là chọn người kỹ sư, nên là người duy nhất trong gia đình chọn để thay đổi cái ngành trở thành luật sư. Quý vị cũng biết một đứa bé 45 tuổi trở thành một luật sư phải tranh đấu rất là gam go, phải trải qua những giai đoạn và thử thách trên đời để suy nghĩ, để vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, để thông cảm các ngành, để thông cảm những cái luật để trở thành luật sư. Và tôi nhớ là sau vài năm lên làm, tôi bây giờ thời gian không còn được nhớ thời gian, tôi xin nói lại tất cả những gì quý vị đã nói ngày hôm nay đã nói hết rồi. Theo quý vị nghĩ luật sư lên cái đầu tư cách được qualify để mà đã tranh cử và đại diện cho cộng đồng Việt Nam để trở thành ứng cử viên được tín nhiệm của đồng cộng Việt Nam không? Xin quý vị giơ tay lên. Quý vị đã đồng ý. Quý vị đồng ý muốn ôi tôi xin lên cái này. Vâng, tôi thấy tất cả phía dưới đều rất hứng khởi và xin lên. Và xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và chúng ta bắt đầu chương trình văn nghệ ngay bây giờ. Về cái nói là giờ sự tranh đấu của luật sư lên thì người hài sẽ được tổ chức 12 ở đây để cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay phải không ạ? Vâng, mời quý vị xin tới ông Phan Giang, quay chị về.